Xin chào tất cả các bạn. Đã từ lâu, người Canada luôn đặt một giá trị cao về giáo dục và đã phát triển một hệ thống giáo dục hạng nhất. Do đó, một bằng cấp, chứng chỉ hay chứng nhận từ một trường cao đẳng hay đại học của Canada đều được công nhận trên khắp thế giới. Tuy nhiên, để đến gần với giấc mơ du học thì các bạn sinh viên Việt Nam không gặp ít khó khăn, đặc biệt là trở ngại trong việc chứng minh tài chính. Nguồn tài chính đa dạng nhưng không có đầy đủ giấy tờ rõ ràng cụ thể cũng có thể cản trở giấc mơ du học của mình. Thấu hiểu được điều đó, để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi dễ dàng hơn cho du học sinh trong việc chứng minh tài chính, Chính phủ Canada cùng với các tổ chức các trường cao đẳng và Học viện Canada đã thông qua chương trình Canada Express Study, gọi tắt là CES, du học Canada không cần chứng minh tài chính. Ngày hôm nay, một trong số những trường nằm trong Hiệp hội CICAN được hưởng chính sách xét visa ưu tiên, đó chính là trường cao đẳng New Caledonia. Nhưng trước khi chúng ta biết được chính sách này được áp dụng ra sao tại trường cao đẳng New Caledonia, thì các bạn hãy tham quan ngôi trường này đôi chút các bạn nhé. Trường cao đẳng New Caledonia được thành lập vào năm 1969, là một trong 22 trường công lập tọa lạc tại thành phố Richard Chalk thuộc British Columbia. Đây là thành phố có môi trường sống an toàn, là nơi tập trung của sự phát triển dịch vụ kinh doanh, văn hóa, rất thuận lợi cho việc học tập và sinh sống. Sau những giờ học thì sinh viên có thể giải trí với nhiều môn thể thao lý thú như đánh gôn, trượt tuyết, leo núi. Trường với hơn 30 năm trong kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, New Caledonia được công nhận là học viện công lập uy tín ở Canada. Nơi đây có nhiều chương trình đào tạo phong phú như là chương trình đào tạo nghề chuyên nghiệp, chuyển tiếp đại học, chuẩn bị học lên cao đẳng và chương trình đào tạo tiếng Anh. Trường cao đẳng New Caledonia mang lại cho học sinh sự khởi đầu tốt nhất tại Canada. Hệ thống giáo dục Canada được xếp hạng nhất trên thế giới. Do vậy thì những học viên theo học chương trình chứng chỉ ở trường cao đẳng này sẽ được chuyển tiếp lên những trường đại học nổi tiếng khác thuộc chuyên ngành kinh doanh trên toàn thế giới. Về chương trình học của trường cao đẳng New Caledonia như sau. Đối với chương trình tiếng Anh thì trường cao đẳng New Caledonia là một trong những trường đào tạo tiếng Anh tốt nhất tại Canada. Với hơn 35 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, thì trường cung cấp 4 cấp độ học, bao gồm là viết, ngữ pháp, đọc, nghe và nói. Bạn sẽ được học với những giáo viên bản xứ chuyên nghiệp tại nơi đây. Đối với chương trình chuyển tiếp đại học, thì học viên sẽ được học từ 1 đến 2 năm chương trình đại học tại trường cao đẳng New Caledonia. Sau đó thì có thể chuyển tiếp sang các trường đại học khác tại Canada. Nơi đây thì các học viên sẽ được học chương trình học hoàn toàn giống với chương trình tại các trường đại học, nhưng mà với học phí thấp hơn. Về chương trình quản lý kinh doanh thì chương trình diploma hoặc là chứng chỉ chuyên ngành kinh doanh sẽ giúp cho các học viên có được những cơ hội việc làm tuyệt vời trên thế giới. Bạn có thể chọn theo học một trong những khóa học về quản trị kinh doanh, về kế toán, quản lý, quản trị kinh doanh tổng quát, kế toán và tài chính, quản lý marketing và quản trị sale, quảng cáo, v.v. Về chứng chỉ khoa học ứng dụng, chương trình này tương đương với năm học đầu tiên tại British Columbia. Sau khi hoàn thành một năm tại trường cao đẳng New Caledonia với điểm GPA ít nhất là 2.5 thì bạn sẽ được chuyển tiếp lên chương trình đại học tại Đại học British Columbia. Các chuyên ngành học bao gồm là kỹ thuật điện, kỹ thuật hóa học và sinh học, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật mỏ. Điều kiện đầu vào cho chương trình như sau, học viên từ 18 tuổi trở lên, với những chương trình học kéo dài là trên 6 tháng, bạn sẽ phải xin giấy phép xin visa các bạn nhé. Đối với những chương trình chứng chỉ thì các học viên phải hoàn thành chương trình lớp 12, điểm TOEFL là 550 PBT, 213 điểm CBT, 80 điểm IBT hoặc là điểm IELTS 6.0 hoặc là hoàn thành khóa tiếng Anh học thuộc tại trường. Kỳ nhập học của trường cao đẳng New Caledonia là vào tháng 1 và tháng 9 hàng năm. Du học Canada tại trường cao đẳng New Caledonia sẽ là một cánh cửa rộng lớn hơn nhiều vì chương trình xét duyệt visa ưu tiên không cần chứng minh tài chính được áp dụng với trường cao đẳng này. Chương trình này sẽ thí điểm kéo dài trong thời gian là 18 tháng và sau đó có thể được gia hạn và mở rộng hơn. Chương trình được sự tài trợ bởi ngân hàng Scotiabank, tổ chức tài chính đứng đầu tại Canada, giúp cho sinh viên có cơ hội sở hữu giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo đáp ứng yêu cầu chứng minh tài chính của chương trình Canada Express Study. Điều kiện để tham gia chương trình này như sau, đó là sinh viên phải được nhận vào một khóa học toàn thời gian của một trường thuộc thành viên CICAN, bao gồm khóa học ESL và khóa chính. Điểm IELTS, các bạn cần phải đạt tối thiểu 5.0, không có kỹ năng nào dưới 4.5 trong vòng 2 năm gần đây. Mua giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo trị giá 10.000 đô la Canada tại ngân hàng Scotiabank để trả chi phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên tại Canada các bạn nhé. Và cần lưu ý là sinh viên cần phải khám sức khỏe trước khi xin visa tối thiểu 1 tuần. Và cuối cùng là nộp hồ sơ xin visa trong vòng 60 ngày trước ngày nhập học.
Các bạn thân mến, để được hỗ trợ tốt nhất về các bước, các thủ tục xin visa du học Canada, cụ thể là tại trường cao đẳng New Caledonia, cũng như là tại các trường khác, hay là các bạn còn bất kỳ những thắc mắc nào liên quan đến chương trình Canada Express Study, thì đừng ngần ngại liên hệ với Tân Đại Dương, đại diện tuyển sinh chính thức của các trường Canada tại Việt Nam. Chúng tôi có 3 chi nhánh và trụ sở chính là tại quận Nhất, số 148-1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại là 0838484879. Ngoài ra thì chúng tôi còn có 2 chi nhánh khác là tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý với các bạn là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.